Những thông tin sẽ có trong chương trình Tây Ninh ngày mới ngày 27 tháng 4. Tây Ninh thực hiện tốt công tác thu thập sửa đổi bổ sung các thông tin về dân cư. Đại sứ quán kêu gọi bà con gốc Việt tại Campuchia bình tĩnh, không vượt biên trái phép. Cần chấm dứt ngay việc ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi dây vốn. Cẩm Tú và Lê Nguyên mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021, xin được kính chúc quý vị khán giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Bắt đầu chương trình Tây Ninh ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 26 tháng 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh tổ chức gặp mặt 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Tây Ninh và 87 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Quỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khóa 14. Sáng ngày 26 tháng 4, đoàn công tác số 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Bến Cầu. Ông Phạm Hùng Thái lưu ý Ủy ban Bầu cử huyện Bến Cầu tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác bầu cử, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền. Huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, tiếp tục phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, duy trì và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Thời gian qua, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh Tây Ninh đã rất cố gắng trong việc phục vụ người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, Công an tỉnh Tây Ninh phấn đấu sẽ đạt chỉ tiêu cấp 1.024.800 thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trong tỉnh. Việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dân, giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, bảo vệ người dân tốt hơn. Thưa quý khán giả, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh, mà đi đầu là lực lượng công an tỉnh, đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu thập, sửa đổi, bổ sung các thông tin về dân cư, mang lại hiệu quả cao và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đến nay, toàn tỉnh đã thu thập được gần 1,4 triệu nhân khẩu thường trú, cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời cấp số định danh cá nhân cho trên 53.000 trường hợp là trẻ em dưới 6 tuổi. Việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân được thực hiện đồng bộ, rộng khắp, đúng tiến độ đề ra. Thưa quý khán giả, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm và tử vong mới liên tục tăng kể từ sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2. Trước tình hình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 24 tháng 4 đã kêu gọi cộng đồng người Việt không nên về nước theo các đường dây trái phép. Hiện nay, các cửa khẩu và đường biên được lực lượng an ninh và biên phòng cả hai nước kiểm soát rất nghiêm ngặt và có hình phạt nghiêm khắc với người vượt biên trái phép, bao gồm phạt tiền và tù giam. Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra thông báo tái khẳng định không phạt các trường hợp có thị thực du lịch bị quá hạn do không có đường bay quốc tế và khách du lịch bị kẹt ở lại Campuchia. Công dân Việt Nam còn giữ giấy tờ hợp pháp dù quá hạn thị thực nhập cảnh Campuchia hoặc quá hạn sử dụng của hộ chiếu vẫn được phép xuất cảnh Campuchia và nhập cảnh Việt Nam mà không phải yêu cầu nộp phạt quá hạn thị thực và hộ chiếu. Những trường hợp vượt biên trái phép sẽ bị bắt giam, phạt nặng và đưa ra tòa xét xử theo luật định, nhất là trong trường hợp gây lây nhiễm cho cộng đồng trong nước. Trong trường hợp khẩn cấp, các công dân Việt Nam bị kẹt lại ở Campuchia cần nhập cảnh về Việt Nam ngay lập tức trong thời gian phong tỏa hoặc cần hỗ trợ về lương thực, đề nghị liên lạc theo các đầu mối. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Phnom Penh, số điện thoại 855-975-116-789. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ria Sihanouk 855-882-248-888.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang 855-979-636-636. Kính thưa quý vị khán giả, việc ép khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng cần chấm dứt ngay, đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp giao ban ngành Ngân hàng Tây Ninh quý 1 năm 2021. Thời gian qua, có không ít khách hàng cho biết bị ép mua bảo hiểm nhân thọ cũng như các loại bảo hiểm khác khi đi vay vốn ngân hàng. Tại công văn số 7928 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, một nội dung quan trọng được Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là các ngân hàng không được gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng. Các ngân hàng phải rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngọc Châu sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một món ăn vừa tốt cho sức khỏe, vừa đẹp da và lại là giảm cân nữa. Đó là món thịt viên tôm viên sốt cà chua và súp nấm đông cô nấu với hạt sen. Nguyên liệu chúng ta gồm có thịt xay, tôm xay, cà chua. Súp thì chúng ta sẽ nấu với là nấm đông cô và hạt sen. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hiện. Tiếp tục chương trình, Văn Lợi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết của ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Tây Ninh, thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm không khí từ 89 đến 92%, mực nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Đông là 0.40 đến 0.45 mét. Thưa quý khán giả, sau một thời gian nắng nóng kéo dài, nước ta đang bước vào mùa mưa. Khí hậu ẩm thấp tạo điều kiện cho siêu vi, quy khuẩn, nấm phát triển. Hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh. Sự thay đổi khí hậu làm gia tăng các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là viêm mũi dị ứng, hen suyễn. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc cho trẻ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa mắc bệnh cho trẻ, tránh cho trẻ bị ướt mưa, giữ ấm cho trẻ, cung cấp cho trẻ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý. Khuyến khích trẻ lớn thường xuyên tập thể dục, tập cho trẻ thói quen rửa tay với xà phòng trước khi ăn, chuẩn bị thức ăn sau khi đi vệ sinh, giữ nhà cửa luôn khô ráo, sạch sẽ. Hy vọng những thông tin thời tiết và lưu ý về sức khỏe hôm nay sẽ hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị đến với những thông tin tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Kính thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay 27 tháng 4, trên TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành đến cho quý vị khán giả. Trong đó thì có những chuyên mục như thông tin từ cơ sở phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút và chuyên mục nông nghiệp Tây Ninh phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút. Sau đây, mời quý khán giả cùng xem những chương trình này sẽ có những thông tin gì quý vị nhé. Những năm qua, cán bộ và nhân viên Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu luôn nỗ lực học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện tốt nhiệm vụ về xét xử, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
Chuyên mục Thông tin từ cơ sở gửi đến quý vị chuyên đề Tòa án Nhân dân huyện Gò Dầu, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vào lúc 16:50 ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2021. Cá chép giòn là giống cá mới. Thịt cá chép giòn đang là một trong những nguyên liệu chế biến nhiều món ngon được người tiêu dùng ưa chuộng. Thị trường tiêu thụ đang rộng mở. Thịt cá không có vị tanh, ngược lại còn giòn tan hấp dẫn. Nhiều hộ nông dân đang chọn giống vật nuôi này để khởi nghiệp. Lĩnh vực nuôi cá chép giòn sẽ được đề cập trong chương trình Nông nghiệp Tây Ninh qua phóng sự Mô hình nuôi cá chép giòn phát sóng lúc 21 giờ 35 phút thứ Ba ngày 27 tháng 4 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Ông cũng là con người, chứ đâu phải là gỗ đá. Cô ấy có thể lấy bất kỳ một gã ác ôn nào, chứ không phải với một người bạn thân nỗi khổ của tôi, ông hiểu chứ? Mai nói, trước khi bước vào trận đánh quyết định, ai sẽ là người giải tỏa những nỗi niềm và cút mắt của Từ Thiên? Đón xem diễn biến ở tập 7 của bộ phim Huế mùa mai đỏ sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ. Liệt chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và 135 năm ngày quốc tế lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý vị đón xem chương trình ca nhạc với chủ đề Bài ca thống nhất sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 45 phút. Cấp trên cũng nhận định như vậy. Cái vụ chính tàu bay bị bắn, anh có manh mối gì không? Đây là hình ảnh tại hiện trường. Tôi sẽ trực tiếp xuống hiện trường để điều tra xem có thêm chứng cứ gì không. Còn cậu và Lệ Anh trực tiếp vào kẻ bắn chính tàu bay là ai? Mục đích của hắn là gì? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 26 của bộ phim Hồ Sơ Lửa phần 1, mật danh D9. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút. Khởi bẩm hoàng thượng, Di thần còn có một chuyện lớn muốn bẩm báo hoàng thượng. Là chuyện gì? Đây là mật chỉ để sau tấm biển quang minh chính đại trong Càn Thanh Cung. Bí mật đằng ai sau bức mật chỉ không có chữ bác nào là gì, cùng, nó sẽ được vén màn như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hồi hộp và hấp dẫn của bộ phim Càn Long Truyền Kỳ. Phim được phát sóng độc quyền trên TTV11 vào lúc 19:45. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim Giờ Vàng để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United dù không thể có được chiến thắng trên sân của Leeds United, nhưng Quỷ Đỏ vẫn tạo nên chuỗi trận bất bại ấn tượng trên sân khách với 24 trận đấu liên tiếp. Hành quân đến Elland Road với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng trong một ngày kém duyên, Man United đã không thể sút tung mảnh lưới của Leeds United dù chỉ một lần và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, Manchester United đã bất bại trong 24 trận đấu trên sân khách gần nhất tại Premier League, trong đó có 15 chiến thắng và 9 trận hòa. Thầy trò ông Son Kier đã có 7 trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại Premier League. Hiện tại Manchester United đã kém Manchester City 10 điểm, trong khi Premier League chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Vậy nên cơ hội vô địch của Quỷ Đỏ xem như không còn. Ngoài ra, họ cũng đã thiết lập khoảng cách 12 điểm so với đội xếp thứ 5 là West Ham và cầm chắc trong tay tấm vé tham dự UEFA Champions League. Trong khi đó, Leeds United đã chắc chắn trụ hạng và họ hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải này trong top 10. Vào chiều và tối nay, sân cỏ Việt Nam sẽ sôi động trở lại với các trận đấu tại vòng 11 V-League. Vào lúc 18 giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có cuộc tiếp đón BKMS Bình Dương. Sau khi thay tướng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng quan trọng trước Sông Lam Nghệ An và vòng đấu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng. Cùng giờ với trận đấu này, Thang Quảng Ninh sẽ gặp Nam Định. Dù đang đứng thứ 3 nhưng liên tiếp những vòng đấu vừa qua, các cầu thủ đất mỏ có kết quả không tốt. Đây sẽ là cơ hội để Nam Định tích lũy điểm cho chặng đường sắp tới. Trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay diễn ra vào lúc 19:15. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Viettel với lợi thế sân nhà, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước nhà đương kim vô địch Viettel. Nếu giành chiến thắng, Viettel sẽ san bằng điểm số với Hoàng Anh Gia Lai và tạo nên áp lực lớn dành cho đội bóng phố núi. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu.
Còn bây giờ, Cẩm Tú, Lê Nguyên, xin chào và hẹn gặp lại.